Cách trị táo bón cho trẻ ăn dặm tại nhà đang là chủ đề được nhiều ba mẹ quan tâm thảo luận. Táo bón là vấn đề khá thường gặp nhất là trẻ ăn dặm. Ba mẹ cùng đi tìm hiểu những thông tin chuẩn khoa học về chủ đề này qua video dưới đây nhé. Tìm hiểu táo bón ở trẻ ăn dặm. Trước khi tìm hiểu cách trị táo bón cho trẻ ăn dặm, ba mẹ cần hiểu táo bón là gì và đâu là nguyên nhân gây táo bón ở trẻ ăn dặm, tiêu chuẩn đánh giá táo bón ở trẻ theo nhi khoa, táo bón được coi là tình trạng trẻ đi ngoài không thường xuyên. Tính chất phân thường rắn và cứng. Trẻ gặp nhiều khó khăn thường cảm thấy đau khi đi ngoài, có 6 tiêu chí được chọn làm tiêu chuẩn để đánh giá táo bón ở trẻ mà ba mẹ nên nắm rõ. Trẻ đi đại tiện tần suất nhỏ hơn hoặc bằng 2 lần trên tuần, có ít nhất một lần xón phân trên tuần ở trẻ đã biết đi đại tiện. Trẻ có tiền sử ứ phân nhiều lần, trẻ có tiền sử đi đại tiện đau và khó khăn, thậm chí quấy khóc. Nếu siêu âm thấy trẻ có hiện diện khối phân lớn trong trực tràng, trẻ từng đi đại tiện phân to tắc toilet. Trẻ ăn dặm được đánh giá có táo bón khi có ít nhất 2 trên 6 tiêu chí nêu trên. Cách trị táo bón cho trẻ ăn dặm, tìm hiểu nguyên nhân. Có hai nhóm nguyên nhân phổ biến gây ra tình trạng táo bón ở trẻ ăn dặm như sau. Nguyên nhân thực thể, trẻ nếu mắc các vấn đề thực thể về hệ tiêu hóa cũng dễ gây ra tình trạng táo bón. Những dị tật của ống tiêu hóa hay bất thường về hoạt động co bóp của ruột cũng là nguyên nhân gây táo bón ở trẻ ăn dặm. Nguyên nhân do chế độ ăn, khi chuyển sang ăn dặm nếu chế độ ăn không phù hợp với khả năng tiêu hóa. Trẻ cũng dễ táo bón. Một số điểm không hợp lý từ chế độ ăn có thể là nguyên nhân của tình trạng này như: lượng ăn không đủ, thiếu hoặc thừa chất xơ, thiếu dịch lỏng và nước. Hiểu đúng về nguyên nhân sẽ giúp ba mẹ tìm ra cách trị táo bón cho trẻ tại nhà hiệu quả nhất. Ba mẹ nên chú ý những thông tin trên nhé. Bỏ túi cách trị táo bón cho trẻ ăn dặm. Sau khi tìm hiểu về tiêu chí và nguyên nhân gây táo bón, ba mẹ hãy lưu ý một số cách trị táo bón cho trẻ hiệu quả sau đây. Cách trị táo bón cho trẻ ăn dặm, bổ sung chất xơ. Bổ sung chất xơ là cách trị táo bón đem lại hiệu quả cho trẻ ăn dặm. Thiếu hoặc thừa chất xơ đều là nguyên nhân khiến trẻ ăn dặm táo bón. Do vậy, chế độ ăn dặm cần cung cấp cho trẻ một lượng chất xơ đúng và đủ theo nhu cầu. Điều này vừa giúp điều trị vừa giúp trẻ phòng ngừa táo bón hiệu quả. Ba mẹ có thể tham khảo nhu cầu chất xơ của trẻ được khuyến nghị theo viện dinh dưỡng như sau. Trẻ dưới 1 tuổi cần 5 gram chất xơ trên ngày, trẻ từ 1 đến 3 tuổi cần 19 gram chất xơ trên ngày. Trẻ từ 4 đến 8 tuổi cần 25 gram chất xơ trên ngày, trẻ từ 9 đến 13 tuổi cần từ 26 đến 31 gram chất xơ trên ngày. Trẻ từ 14 đến 19 tuổi cần từ 26 đến 38 gram chất xơ trên ngày, ba mẹ nên ưu tiên lựa chọn chất xơ hòa tan tốt trong một số thực phẩm như Rau mồng tơi, rau khoai lang, rau đay, bí xanh, bí đỏ, xoài, đu đủ, thanh long. Bổ sung đủ dịch lỏng để trị táo bón cho trẻ. Bổ sung đủ lượng dịch lỏng là cách trị táo bón hiệu quả tiếp theo ba mẹ cần lưu ý, thiếu nước hay dịch lỏng sẽ khiến phân của trẻ bị rắn và khó đi ngoài. Thêm vào đó, nước cần thiết cho mọi hoạt động của cơ thể. Thiếu nước làm nhu động ruột giảm và giảm hiệu quả tiêu hóa. Ở trẻ ăn dặm, dịch lỏng đến từ hai nguồn chính là sữa và nước. Ba mẹ có thể áp dụng công thức tính lượng dịch lỏng sau đây cho trẻ. Trẻ có cân nặng từ 1 đến 10 kg cần 100 ml trên 1 kg cân nặng. Trẻ từ 11 đến 20 kg áp dụng công thức 1000 ml trên 10 kg cân nặng đầu 50 ml trên 1 kg cân nặng tăng thêm. Trẻ từ 21 kg trở lên áp dụng công thức 1500 ml trên 20 kg cân nặng đầu 20 ml trên 1 kg cân nặng tăng thêm ba mẹ hãy lưu ý để tính toán lượng dịch lỏng cho trẻ ba mẹ nên chia nhỏ cho trẻ uống để tăng hiệu quả hơn là uống lượng lớn một lần nhé cách trị táo bón cho trẻ bổ sung lợi khuẩn một cách trị táo bón hiệu quả và an toàn tiếp theo là bổ sung lợi khuẩn khi trẻ bị táo bón đặc biệt là táo bón mãn tính kéo dài hệ vi sinh vật đường ruột thường bị tổn thương hệ tiêu hóa của trẻ sẽ hoạt động hiệu quả nếu những vi khuẩn có lợi này tạo thành một hệ cân bằng bổ sung lợi khuẩn sẽ giúp thiết lập lại sự cân bằng này cho đường ruột của trẻ táo bón. Sản phẩm cung cấp lợi khuẩn an toàn cho bé bị táo bón đó là cốm tiêu hóa Amano Enzyme Gold. Sản phẩm có xuất xứ từ Nhật Bản và đến từ thương hiệu có lịch sử hơn 120 năm. Không chỉ vậy, nó được tạo ra bởi sự kết hợp hài hòa giữa men tiêu hóa là khuẩn lợi. Sử dụng cốm tiêu hóa Amano Enzyme Gold sẽ giúp tình trạng táo bón của trẻ được cải thiện rõ rệt. Hơn nữa, sức khỏe tổng thể của trẻ sẽ được củng cố và duy trì. Bởi, các vi chất có trong sản phẩm như là khoáng chất vitamin B, axit folic DHA. Chăm sóc trẻ táo bón ba mẹ nên biết. Bên cạnh những cách như bổ sung chất sơ, cách trị táo bón cho trẻ ăn dặm cần có, nước hay lợi khuẩn. Ngoài ra, chăm sóc trẻ đúng cách cũng hỗ trợ cải thiện táo bón hiệu quả. Ba mẹ hãy ghi nhớ những mẹo nhỏ trong cách chăm sóc trẻ táo bón sau đây. Ba mẹ nên mát xa bụng thường xuyên cho trẻ. Ba mẹ dùng tay mát xa bụng cho trẻ dọc khung đại tràng theo chiều từ trái qua phải. Mỗi ngày ba mẹ mát xa cho trẻ 3 đến 5 lần, mỗi lần khoảng 3 đến 4 phút. Cách này sẽ giúp tăng nhu động ruột và kích thích trẻ đi ngoài dễ hơn. Ba mẹ nên tạo cho trẻ thói quen đi vệ sinh đúng giờ. Khi táo bón, trẻ thường rất sợ hãi mỗi khi đi vệ sinh. Do đó, việc tạo thói quen đi ngoài đúng giờ sẽ giúp trẻ hình thành phản xạ. Đồng thời, Điều này sẽ giúp giảm tình trạng ứ động phân quá lâu ở trẻ. Ba mẹ nên tập cho trẻ tư thế ngồi đi vệ sinh đúng. Đó là tư thế trẻ ngồi tạo một góc 45 độ giữa phần thân trên và chân. Tư thế này sẽ giúp phân được đào thải ra ngoài một cách dễ dàng hơn. Mong rằng bài viết đã giúp ba mẹ tìm ra cách trị táo bón cho trẻ ăn dặm hiệu quả. Để tránh việc bé bị táo bón, cha mẹ nên có một chế độ ăn hợp lý với độ tuổi cho trẻ và chăm sóc sức khỏe đường ruột cho bé bằng cách bổ sung khuẩn lợi thường xuyên. Ba mẹ còn đang băn khoăn lo lắng vấn đề gì có thể để lại câu hỏi để được sớm giải đáp nhé. Nếu như vẫn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo hotline 092 919 7777 để được tư vấn và hỗ trợ một cách nhanh nhất hoặc chat trực tiếp Facebook Thầy Thuốc Lê Minh Tuấn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. tư vấn hướng dẫn thuốc và điều trị bệnh thầy thuốc lê minh tuấn tận tâm từ trái tim website lê minh tuấn vn facebook tuấn thầy thuốc subscribe nếu thấy video hữu ích